Trịnh Thu Vinh, một vận động viên xuất sắc của thể thao Việt Nam, đã xuất sắc giành được suất chính thức tham dự Olympic năm 2024. Hành trình này đã đánh dấu một bước quan trọng trong sự phát triển của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta đã cử đội hình gồm 337 tuyển thủ từ 31 đội thể thao quốc gia tham dự ASEAN 19. Để chuẩn bị cho sự kiện này, chúng ta đã chia đội hình thành 3 nhóm dựa trên năng lực tranh chấp và thành tích ghi chương. Nhóm đầu tiên bao gồm các môn cờ tướng, cầu mây, bắn súng, karate, xe đạp, cử tạ và bắn cung. Nhóm thứ hai bao gồm bơi, điền kinh, đua thuyền rowing, đua thuyền canoeing, bóng bàn, cờ vua, quần vợt, TDDC, roller, quyền anh, boxing, taekwondo, vật wushu, judo, kurash, jujitsu và đấu kiếm. Nhóm ba bao gồm bóng chuyền, bóng đá, golf, cầu lông, bóng mềm, soft tennis, thể thao điện tử eSports và nhảy breaking. Chúng ta sẽ tham gia ở các môn Olympic tại ASEAN 19 như bắn súng, xe đạp, cử tạ, bắn cung, điền kinh, bơi, đua thuyền rowing, đua thuyền canoeing, bóng bàn, quần vợt, TDDC, boxing, taekwondo, vật judo, đấu kiếm, bóng chuyền, bóng đá, golf, cầu lông và nhảy breaking. Ban tổ chức ASEAN 19 đã tổ chức 40 môn thi đấu chính thức, trong đó có 29 môn thuộc nhóm Olympic. Xét về chuyên môn hiện tại, trong tổng số 337 tuyển thủ, chỉ có 2 người của thể thao Việt Nam đã đoạt vé tham dự Olympic Paris 2024. Đó là xạ thủ Trịnh Thu Vinh và quarter Nguyễn Thị Thật. Xe đạp. Theo báo cáo từ lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao đối với bộ VSTTDL, trong quá trình chuẩn bị chuyên môn cho ASEAN 19, các môn bắn súng và xe đạp được kỳ vọng sẽ mang về những huy chương tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, thể thao Việt Nam vẫn đang chờ đợi nhiều vé tham dự Olympic năm 2024, và trong đó cần tìm ra những tuyển thủ có khả năng cạnh tranh giành huy chương. Tình hình hiện tại đang chứng kiến thể thao Việt Nam đối diện với thách thức lớn, khi việc tìm kiếm một tuyển thủ có khả năng giành huy chương Olympic gần như chưa có tiến triển đáng kể. Môn thể thao mà chúng ta tiếp tục kỳ vọng là cử tạ. Mặc dù đã có sự tham gia của các lực sĩ trọng điểm của Việt Nam tại các giải đấu quốc tế như giải vô địch châu Á 2023, SEA Games 32 và giải vô địch thế giới 2023 đang diễn ra, nhưng vẫn chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy họ có khả năng cạnh tranh ở mức độ Olympic. Điều quan trọng là họ phải thể hiện bản thân tại ASEAN 19. Tuy nhiên, ASEAN 19 không phải là một sân chơi dễ dàng để đo lường thành tích và mang về vé tham dự Olympic Paris 2024. Các môn như điền kinh, bơi và quyền anh, boxing mới là những môn thể thao tính thành tích ở ASEAN 19 để xác định suất Olympic năm 2024. Tuyển thủ bơi và điền kinh của Việt Nam vẫn chưa thể đạt chuẩn Olympic trong hai môn này. Khả năng của họ để vượt qua thử thách này tại ASEAN 19 còn là một dấu hỏi lớn, và dự báo từ ban huấn luyện của hai đội vẫn chưa cho thấy sự lạc quan.